Tại Việt Nam, cạn tiền vì thuê xe cấp cứu giá quá cao, cha phải cho thi thể con vào thùng xốp. Lao công bỗng dưng biến thành kỹ thuật viên căng da mặt cho khách. Giá sách giáo khoa tăng mạnh nhưng chiết khấu phân phối lên tới gần 30%. Không xin được việc làm dù đã tốt nghiệp đại học vì nghiện game. Trên thế giới, ông Trump nói cơ hội thắng ông Joe Biden là gần 100%. Niger, chính quyền quân sự tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống Bazoum tội phản quốc. Thủ đô Seoul bị đe dọa đánh bom vào ngày quốc khánh. Phó Tổng thống Đài Loan tuyên bố không lùi bước trước đe dọa. Hi-yo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình tối nay ngày 14 tháng 8 của Khoa Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết tại Việt Nam. Vâng thưa quý vị, về vấn đề loạn giá xe cứu thương dù không mới nhưng vẫn luôn là mối quan tâm trong dư luận. Và như thông tin chúng tôi đã cập nhật trong bản tin trước về việc xe cứu thương không đồng chở thi thể người gặp nạn thì bị chặn để đòi tiền dịch vụ. Thì mới đây thì một sự việc đã gây bức xúc khác cũng liên quan đến xe cứu thương. Cạn tiền vì thuê xe cấp cứu giá quá cao, cha phải cho thi thể con vào thùng xốp. Người đàn ông quấn thi thể con trai vào chiếc khăn, dự tính cho bé vào thùng xốp rồi đi xe khách về quê. Tất cả 16 triệu đồng vay mượn được, anh đã phải chi trả cho xe cấp cứu từ Cà Mau lên Sài Gòn. Và đây là trường hợp của một người dân 36 tuổi tại Cà Mau. Theo đó, anh cho biết vợ mình sinh con khi thai mới 23 tuần tuổi tại một bệnh viện ở Cà Mau, bé rất yếu vì sinh non. Và khi bác sĩ thông báo tình hình, gia đình đã muốn đưa bé lên Sài Gòn để cấp cứu với hy vọng có một cơ hội sống mong manh. Bác sĩ đã cho anh số điện thoại liên hệ xe cấp cứu và khi liên hệ kết nối, bên cung cấp báo giá 16 triệu đồng cho chuyến xe. Yêu cầu phải chuyển khoản trước 50% mới xuất xe và khi xe đến bệnh viện đưa thêm 50% còn lại. Đồng lương công nhân chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng vì không đủ tiền nên anh đã phải vay mượn họ hàng để đủ tiền thuê xe. Tuy nhiên, sau khi được nhập viện nhưng do tình trạng quá nặng, vào ngày 8 tháng 8 thì bé đã tử vong. Thời điểm đóng viện phí và làm thủ tục mang con về lo hậu sự, anh đã cạn tiền mua quan tài cho con, thậm chí anh còn không đủ chi phí để thuê xe về lại Cà Mau. Đường cùng, người cha đã phải mang xác con bỏ vào một thùng xốp. Và thấy hoàn cảnh đáng thương, nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã liên hệ nhà hào tâm hỗ trợ quan tài và một chuyến xe từ thiện để cha con họ có thể về quê. Đồng thời, qua chia sẻ của đại diện bệnh viện, anh mới biết là số tiền phải trả cho xe cấp cứu của mình là rất đắt so với giá thuê thông thường. Anh nói, tôi thấy khó chịu, buồn lắm, mình làm tất cả để con sống nhưng lại bị người ta lợi dụng. Và qua trường hợp này, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng khuyến cáo, người dân nếu phải gọi xe đưa bệnh nhân đi cấp cứu thì cần cố gắng bình tĩnh, hỏi nhiều nguồn để không bị chặt chém. Nếu khó khăn, có thể liên hệ với các hội từ thiện chính danh hoặc phòng công tác xã hội của bệnh viện để được hỗ trợ. Chuyển qua tin tức khác. Mặc dù nhiều cảnh báo được đưa ra về mối nguy hiểm khó lường khi mà làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ chui không đủ chất lượng, thế nhưng trước những lời quảng cáo có cánh, nhiều người đã chọn phớt lờ tất cả. Và như trường hợp dưới đây, dù không biết hệ quả sẽ ra sao và đẹp đến như thế nào, nhưng nghe tay nghề của kỹ thuật viên thì đã khiến nhiều người phải toát mồ hôi. Lao công bỗng dưng biến thành kỹ thuật viên căng da mặt cho khách. Ngày 14 tháng 8, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở thẩm mỹ viện Kangjin, viện thẩm mỹ 175 Sài Gòn, địa chỉ 368 Phùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê về hành vi hoạt động trái phép. Theo đó, chủ cơ sở thẩm mỹ này không xuất trình được nhiều loại giấy tờ pháp lý cũng như là chứng chỉ hành nghề của nhân viên làm việc tại cơ sở. Và đáng chú ý nhất là tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở đang thực hiện dịch vụ phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho một khách hàng. Và bất ngờ khi mà nhân viên thực hiện căng da mặt cho khách lại chính là nhân viên lao công dọn dẹp tại cơ sở và cũng không xuất trình được bất cứ chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nào. Ngoài ra, thì cơ sở thẩm mỹ này cũng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 206 sản phẩm vật tư y tế, dung dịch, chất làm đầy, filler Botox và rụng mũi. Liên quan đến vấn đề này, thời gian gần đây thì lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện nhiều cơ sở thẩm mỹ vi phạm các quy định về điều kiện, tiềm ẩn các nguy cơ về an toàn hành nghề và nguy hiểm tới sức khỏe của khách hàng. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển qua tin tức. Giá sách giáo khoa tăng mạnh nhưng chiết khấu phân phối lên tới gần 30%. Theo như báo cáo của đoàn giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cao, tăng 2-4 lần giá sách giáo khoa chương trình cũ.
Và cụ thể, như đối với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới có giá khoảng 19.000 đồng mỗi cuốn, trong khi đó thì bộ sách giáo khoa lớp 1 cũ có giá khoảng 9.000 đồng mỗi cuốn. Bộ sách lớp 3 mới có giá 177-183.000 đồng, trong khi bộ hiện hành giá 58.000 đồng. Việc này, theo đoàn giám sát, đã gây khó khăn cho một số bộ phận người dân, nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng bán sách giáo khoa kèm sách bài tập, tài liệu tham khảo diễn ra ở nhiều nơi dẫn tới tăng chi phí mua sách. Mặc dù là đã có nhiều nhà xuất bản tham gia làm sách giáo khoa, có nhiều bộ sách giáo khoa, tuy nhiên thì giá sách vẫn không giảm mà thực tế là đang tăng lên. Giá sách giáo khoa môn tiếng Anh cũng cao hơn nhiều so với các môn học còn lại nhưng không sử dụng được nhiều lần. Tuy nhiên, mức tối đa phí phát hành, chiết khấu sách cho đơn vị đầu mối phát hành theo chương trình mới lại đang cao, chưa hợp lý so với các mặt hàng thiết yếu. Theo đó, mức chiết khấu đối với sách giáo khoa là 29% giá bìa, sách bài tập là 33%, sách giáo viên là 15%. Và năm học 2022-23, đối với sách giáo khoa là 28,5% giá bìa, sách bài tập là 35%, sách giáo viên là 15%. Ngoài ra, theo đoàn giám sát, việc thẩm định đối với một số sách giáo khoa chưa chặt chẽ dẫn tới chất lượng một số sách giáo khoa chưa bảo đảm, nhất là sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, khoa học tự nhiên lớp 6 và lịch sử lớp 11. Không xin được việc làm dù đã tốt nghiệp đại học vì nghiện game. Sau 8 năm kể từ khi mà nhận tấm bằng đại học, nam thanh niên 30 tuổi sống tại Hà Nội vẫn chưa thể xin được việc làm. Nguyên nhân chỉ vì nam thanh niên này bị nghiện game, trò chơi điện tử nặng. Đây là bệnh nhân được tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban Ngày Mai Hương, Hà Nội tiếp nhận điều trị. Theo bác sĩ Thu, việc lún sâu vào game từ khi mà còn ở độ tuổi học sinh đã khiến thanh niên này bị rối loạn nhận thức trầm trọng, không hòa nhập được với cuộc sống bình thường. Bác sĩ cũng cho biết, bệnh nhân đã 30 tuổi nhưng vẫn ở nhà không chịu làm gì, tâm trí ngây ngô như một đứa trẻ con và không có hiểu biết gì về lĩnh vực khác. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị rối loạn tâm thần, đánh đổi tương lai vì nghiện game mà bác sĩ Thu đã tiếp nhận điều trị. Nghiện game cũng đe dọa sức khỏe tinh thần và đặc biệt nguy hiểm đối với những đối tượng tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh tâm thần. Người nghiện game phần lớn có tiềm ẩn vấn đề về sức khỏe tâm thần, điển hình là trầm cảm, rối loạn lo âu, tăng động giảm chú ý và một số trường hợp nghiện game tới mức không ăn uống gì dẫn đến suy kiệt và tử vong. Chuyển sang chuyên mục thế giới, mở đầu là tin tức tại Hoa Kỳ. Theo RT, phát biểu tại một sự kiện chiến dịch ở tiểu bang Iowa, ứng viên Tổng thống 2024 hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đã tự tin tuyên bố rằng nếu mình giành được đề cử của Đảng, thì ông gần 100% có thể vượt qua đối thủ Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm tới. Tuy nhiên, trước khi mà màn tái đấu với ông Biden trở thành sự thật, ông Trump đầu tiên phải đảm bảo được tư cách đề cử viên của Đảng và ông phải vượt qua đối thủ Ron DeSantis, thống đốc tiểu bang Florida. Reuters cho hay, trong các cuộc phỏng vấn hàng chục cử tri tại Iowa vào hôm ngày 12 tháng 8, phần lớn mọi người cũng thích ông DeSantis nhưng chưa đủ để ủng hộ vị tổng thống thay vì ông Trump. Cử tri George Kudukki, 67 tuổi, nói rằng, tôi thích những gì mà ông DeSantis đã và đang làm ở Florida, nhưng tôi muốn ông Trump, một doanh nhân, điều hành đất nước này, tôi muốn ông ấy được làm nhiệm kỳ 2 và đó là người tuyệt vời cho nền kinh tế của chúng ta. Và khi được hỏi về ông DeSantis, cử tri Kayla Quickinson, 68 tuổi, nói, không bao giờ, ở Florida, ông ta ổn, nhưng tôi không nghĩ ông ta có tố chất làm tổng thống. Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Trump. Còn ông Chris Jackson, nhà nghiên cứu về dự luật của công ty thăm dò IBOSOS, nhận định rằng cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa giống hệt như là màn đăng quang của ông Trump. Chuyển sang thông tin liên quan tới vụ đảo chính tại Niger. Theo Reuters cho hay, lực lượng đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum cuối ngày 13 tháng 8 đã thông báo sẽ truy tố ông Bazoum tội phản quốc và gây tổn hại an ninh quốc gia. Kể từ khi mà đảo chính xảy ra, ông Bazoum cùng vợ và con trai đã bị giam lỏng ở dinh Tổng thống. Vào hôm 13 tháng 8, chính quyền quân sự khẳng định không can thiệp vào cuộc sống của ông. Ông được tự do liên lạc với bên ngoài và thường được các bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe. Chính quyền quân sự cho hay, sau khi kiểm tra hôm 12 tháng 8, bác sĩ nói, ông Bazoum và các thành viên gia đình không gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe. Và trước đó, ông Bazoum gửi thông điệp nói mình bị bắt làm con tin, sống trong cảnh không có điện và lương thực sắp cạn kiệt. Vào hôm ngày 10 tháng 8, lực lượng đảo chính do tướng Abdelrahmane Tiani đứng đầu đã tuyên bố thành lập chính phủ mới. Ông Tiani cũng tự tuyên bố trở thành tổng thống mới của Niger. Thủ đô Seoul bị đe dọa đánh bom vào ngày quốc khánh. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn giới chức Hàn Quốc ngày 14 tháng 8 cho hay, cảnh sát đang điều tra một thư điện tử có nội dung đe dọa đánh bom tòa thị chính Seoul vào đúng ngày quốc khánh của nước này 15 tháng 8 năm 2023.
một tài khoản có địa chỉ ở Nhật Bản đã gửi thư điện tử tới các hãng truyền thông của Hàn Quốc vào ngày 13 tháng 8. Nội dung được viết bằng tiếng Anh, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc cho biết bom đã được gài ở một số nơi chung quanh tòa thị chính Seoul. Đặc biệt, bom được đặt trong phòng vệ sinh cho nên hãy tìm thật cẩn thận. Thêm rằng thời gian được kích nổ là 15 giờ 34 phút ngày 15 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc. Cảnh sát cũng đang truy tìm người gửi thư và lưu ý rằng phương thức đe dọa tương tự cũng từng sử dụng nhắm vào lãnh đạo Đảng Dân Chủ DP của Hàn Quốc là ông Lee Jae-myung và một số địa điểm công cộng ở Seoul. Vào ngày 7 tháng 8, một số quan chức của chính quyền thành phố Seoul đã nhận được thư điện tử với nội dung dọa kích nổ một quả bom ở trung tâm thủ đô. Hai ngày sau, cảnh sát Hàn Quốc nhận được tin báo về một thư điện tử khác đe dọa cho nổ tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Nhật Bản tòa tháp Namsan Seoul và một trường học Nhật Bản. Phó Tổng thống Đài Loan tuyên bố không lùi bước trước đe dọa. Theo Reuters, Phó Tổng thống Đài Loan ông Lại Thanh Đức đã nói với người ủng hộ trong khi quá cảnh tại Mỹ rằng Đài Bắc sẽ không sợ và cũng không lùi bước khi mà đối mặt với các mối đe dọa độc đoán. Ông Lại Thanh Đức đang là ứng viên Tổng thống hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào tháng 1 năm 2024. Ông Lại đang quá cảnh ở Mỹ khi mà trên đường tới thăm Paraguay dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới. Paraguay là một trong 13 quốc gia vẫn còn duy trì mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan, quốc đảo bị Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Đài Loan và Mỹ đều nói rằng lần quá cảnh này là bình thường, tuy nhiên Trung Quốc lên án gay gắt vụ việc và gọi ông Lại là kẻ ly khai gây rắc rối. Theo văn phòng Tổng thống Đài Loan, ông Lại đã nói với người ủng hộ khi mà dự bữa tiệc trưa ở New York hôm 13 tháng 8 rằng nếu Đài Loan an toàn thì thế giới an toàn, nếu eo biển Đài Loan hòa bình thì thế giới hòa bình. Ông Lại cũng khẳng định, cho dù mối đe dọa đối với Đài Loan lớn thế nào thì chúng tôi sẽ tuyệt đối không sợ hãi, cũng không thu mình lại mà chúng tôi sẽ gìn giữ các giá trị của nền dân chủ và tự do. Giới chức Đài Loan cho biết, Trung Quốc có thể sẽ tiến hành các cuộc tập trận gần quốc đảo trong tuần này và sử dụng các đợt quá cảnh Mỹ của ông Lại làm cái cớ để đe dọa cử tri Đài Loan trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới và làm cho họ sợ hãi chiến tranh. Vâng, và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi và kính chúc quý vị một buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!